Xin chào anh em. Hôm nay em giới thiệu riêng cho anh em về cái bộ Nokia 3220 nhá. Máy này, trong hộp thì anh em biết nhiều rồi. Nhưng mình giới thiệu thêm một cái đầu lâu nữa này anh em này. Đấy. Cái đầu lâu này nó rất kỳ lạ anh em ạ. Mà em không hiểu sao cái nguồn điện ở đâu mà nó hoạt động mà cứ nháy nháy này đây anh em xem nhá. Như mị ma làm, không có một cái kết nối điện hay là một cái sạc gì cả mà đèn nó cứ nháy 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 này. Đây anh em nhìn thấy chưa, mình cũng đang tìm hiểu nên cũng chưa rõ tại sao. Đấy, nó nháy hai bên này, tại vì bộ này thì mình mua mình ship đã lâu rồi, mình để trong hộp tất cả nguyên bản bản nó để ở trong cái hộp này. Nay mình mới ngồi mình khui nó ra xem, thì đang ngồi nghiên cứu thì em thử sử dụng nó là cái gì. Em nghĩ cái này nó như kiểu là cái dạng như kiểu cái bùa chấn điểm anh em ạ. Anh em chơi điện thoại xịn thì đây là hàng của UK, nó sản xuất nó chấn điểm lại để nó chấn điểm lại những cái hàng nhái của bọn Trung Quốc, nên nó phải tạo ra một cái bùa này. Em thấy rất là kỳ lạ. Đấy, đèn nó cứ nháy nháy. Về nguyên tắc là muốn có đèn hoạt động là phải có nguồn điện cấp. Mà chưa hiểu là cái này nguồn điện nó cấp từ đâu ra này anh em ạ. Đây hoàn toàn bằng cái dây nhựa người ta. Dây nhựa nha, không phải dây điện nha. Đấy. Dây nhựa người ta chằng lại này. Rất là kỳ lạ, không thể hiểu nổi luôn. Đấy. Tiện thể thì em mở cái máy đấy. Điện thoại đi ra cho anh em xem thêm. Ở đây nó có cái nắp lưng này đổi màu rất đẹp anh em ạ. Đấy. Cái mặt này của cái ca sĩ năm 70 này, nó có nửa mặt nên là mình chưa 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 kịp tìm hiểu như tên đấy. Nghiêng nghiêng ra nó lại nghiêng, nó lại hình khác. Mặt này sau này sẽ thay nắp lưng. Đây là cái da da của nó anh em ạ. Cho anh em chiêm ngưỡng lại con máy này. Hàng tất cả còn new, còn nguyên siêu trong ni lông này anh em này. Đấy. Cái này clip em làm nhiều rồi, em chỉ mở ra vậy cho anh em xem thôi. Em xem cái độ mới xịn của nó như nào. Mây của nó này. Đấy. Nó nằm bên nào đây? À, nó nằm bên này. Đó, thông tin của máy. Đấy. Made in Germany nhé. Chú ý mấy hết anh em. Đấy, và mình cũng đang chưa hiểu là cái này đèn nó nháy liên tục anh em ạ. Tại vì con này nó ra đời không nhầm là 2004, mà bây giờ là 2021 rồi, mà nó lấy năng lượng ở đâu, hay là cái này nó là nó tự sạc bằng năng lượng mặt trời anh em nhỉ. Đây là đây thì nó có hai cái chỗ này, nó là hai cái nhôm này, hay là cái chỗ này là nó hút năng lượng này anh em, hoặc là trong này thì nó không có một cái chân kết nối nào. Cái này nó khá kỳ lạ, nó ngược với, không đúng với định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng nó không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, có nghĩa là nó phải có một cái gì đó, nó phải nạp năng lượng vào đây mà nó cứ nháy như này. Đấy, hai bên này hoàn toàn không có gì nhá. Đấy. Không có gì luôn. Sợ thật. Cái này đúng là bùa chấn điểm của người Anh, người ta chấn điểm lại người Trung Quốc là anh em ạ. Rồi, anh em cần thì liên hệ qua em nhé. Zalo 0982 830 738.